Để cập nhật những video mới nhất từ channel của mình thì các bạn nhớ click vào nút đăng ký và kích vào cái chuông để có thể nhận được thông báo cũng như là cập nhật những video mới nhất từ channel của mình nhé. Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Minecraft thử thách Lucky Block. Thì ngày hôm nay mình sẽ thực hiện một cái thử thách và mình sẽ kèm theo một tí nữa, đó chính là thử thách của một bạn đặt cho mình là đập 100 Lucky Block Invisible, tức là Lucky Block tàng hình đấy các bạn. Thì ok, mình sẽ tiến hành đặt 100 Lucky Block Invisible và có một điều đặc biệt là các bạn thắc mắc là tại sao lâu giờ mình không xuống dưới địa ngục để mà đập Lucky Block, đúng không? Thì ngày hôm nay mình sẽ đi xuống dưới địa ngục để chúng ta đập những cái Lucky Block này ở dưới địa ngục luôn nha các bạn. Và mình phải trang trí cái căn cứ của mình lại một tí đã. Đấy. Trước khi đi đập Lucky Block thì chúng ta phải trang trí căn cứ một tí. Wow. Lấy một ít ra. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau mở gọi là cánh cửa ra. Rồi, chúng ta sẽ đi xuống dưới này và mình sẽ đi vào địa ngục. Hy vọng là cái cổng địa ngục này nó cũng sẽ nằm chung với cái cổng ở dưới kia thôi, không có bị tách cổng ra. Quá là điều tuyệt vời luôn. Ok, thì bây giờ mình sẽ gọi là tiến hành đập 100 Lucky Block Invisible và mình phát hiện ra là cái thế giới này hình như nó không có Other Side lại đi upright thì phải, mình cũng chả biết tại sao nó đào nó không thấy. Mà thôi kệ đi, không sao cả, cái đó mình có thể grab được. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đập thôi. Đầu tiên là mình sẽ đập cái gì đây? Magic Magic. Có cái này là có đam hả? Magic đam. Khó hiểu, khó hiểu. Ăn phát các bạn cho nó hồi máu lại à. Rồi, ok, tiếp tục. Wow, cái gì đây? Lại là hiệu ứng. À, mấy cái này là mấy cái hiệu ứng đó các bạn. Tức là các bạn có cái đó thì các bạn sẽ có hiệu ứng. Hiện tại mình đang wow. Lấy cục kim cương luôn để dành cái gì có những cái thử thách gì hay hay mình sẽ gọi là sử dụng. Wow, bốn cục chơi luôn. Cái gì đây? Make it. Wow. Ôi, hết hồn. Ôi hên quá. Tưởng đâu lag máy. Ồ cái đầu của Hero Pride. Hero Pride bảo vệ 666. Wow, mình có hiệu ứng nhìn trong đêm luôn nè. Tuyệt vời. Đấy, block này hình như là các bạn có thể nhìn xuyên được nên nó gọi là Lucky Block tàng hình thì phải. Đó, nhìn xuyên qua được nè. Đó. Thấy chưa? Coi set gì đây. Plan Mary. Chả biết nó có chức năng gì nữa, tí nữa mình sẽ test xong. Ô ghê vậy, TNT. Ô hô. Cung gì đây? Lửa hả? Lửa 5 mà. Thôi đừng, đừng bắn mấy con này, mình không thích lửa đâu. Rồi tiếp tục thôi bạn, chúng ta còn khá là nhiều. Tiếp tục thôi. Không biết là cái này có gì ghê gớm, súp nấm. Tự nhiên nó kêu cái tin cái là sao ta? Wow, hay vậy, đập một cục ra thêm một cục nữa mà lại không có stack lại. Cờ nóc bách 20. Wow, mình ra đây rồi. Baby zombie, sao cứ baby hoài vậy? No, đứng lại. Bè, lêu 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 lêu. Này thì Ender Dragon quá là cù bắp luôn các bạn. One hit. Blue pit knight. Đùa chết mũ kìa. Mày thích không, mày thích không? Wow, mình quên cái đó xì vàng đấy. Mày tụi mày thích không? Tụi mày thích ý kiến cái con đùa của tao à? Rồi tiếp tục qua bên này thôi, đập tiếp. Ủa trái tim gì đây? Wow, được hồi máu. Nói chung là cái này hiệu ứng thì nó hiệu ứng thì nó lại là kiểu như là nhận được những cái icon hiệu ứng. Wow, lót luôn. Ngon hả?
Ồ, có cái gì nữa, mình thấy nó có cái gì nè. Hay nè, Invisible. Wow, bộ dép tàng hình. Tuyệt vời, tuyệt vời. Tuyệt vời, chúng ta có thể chế tạo bộ dép tàng hình. Ngon. Tuyệt vời đấy các bạn. Bộ dép này với cái này giống nhau không? Unbreakable. Nó đang đánh con gì vậy? Nó đang đánh heo à? Vãi nồi. Tưởng đâu nó đánh mình chứ. Ồ, bộ lóc vàng. Lượm hết, bây giờ là tài nguyên là mình sẽ lượm hết nha các bạn. Ủa gì vậy ta? Ủa gì vậy ta? Sensi. Sensi one hit. Cù bắp. Cùi các bạn à, nó yếu lắm. One hit. Chia buồn. Chia buồn cho anh bạn, tại vì anh bạn nó bị one hit. Bị gì đố hoài á. Đánh này vô kháng lửa rồi. Tiếp tục. Wow, cục gì đây? Cục này có thể chế tạo được gì ta? À, chế tạo cái bộ dép màu xanh nè. Chế tạo được vũ khí không? Được vũ khí luôn, rìu cúp xẻng các thứ luôn. Wow, à, nó đều dùng để chế tạo cái Invisible Sai luôn. Tuyệt vời. Éo, ồ mình chưa có cái éo nè. Sắp đủ bộ luôn các bạn. Éo đỏ nữa, éo đỏ gì nữa đây? Wow. Ủa gì đây? Cái này chắc lại để chế tạo bộ dép đỏ. Dép này kiểu nó cũng không có hiện dòng, mà mình nghĩ là mặc vào nó sẽ có hiệu ứng các bạn. Ồ, kiếm, cây kiếm xanh. 8 đam. Có hiệu ứng gì lạ lạ ta? Để mình thử coi. Thử chém coi. Ồ, mình mạnh quá rồi. Ôi, các bạn coi này, vừa chém vừa đánh luôn. Kiếm ảo đi. Đó. Vừa chém vừa bắn cung luôn. Vãi nồi. À, chắc do hiệu ứng gì đó. Có thể là do cái hiệu ứng gì đó. Chứ làm gì có chuyện mà vừa chém vừa bắn cung. Bá đạo vậy. Rồi chơi một quay gym vào. Gì vậy, sao toàn là mất không vậy? Vãi nồi, cục mất. Thôi thua rồi, thôi, tránh xe ra. Mấy cục mất các bạn. Hello. Ê, đúng rồi, mình phải chặt đập xe ra chứ để nó bể cái của mình ấy. Nó mà bị bể cái gọi là gì? Nó rớt khỏi tay đâu rồi? Rớt khỏi tay ở trên rồi, nó không rớt xuống. Thì nếu như mà nó mà bị bể là nó sẽ bể luôn cái cửa mình khỏi về thế giới thật luôn á. Đừng đùa. Đây. Full đồ các bạn ơi. Ê, có cái mũ cùi nè, phút cây. Cho bớt mấy cái đồ. Hello. Rồi, tiếp tục đặt thôi. Còn tới một xì tắc nữa mà các bạn. Chà, mình thấy là các bạn hấp dẫn với lại cái Lucky Block này rồi nha. Tình hình là nó nằm ở đâu ở trên này rồi. Đây, Shooting Star. Nó rớt tuốt ở trên này luôn các bạn. Tại vì hình như là do nó rớt từ trên cao xuống đi, cho nên nó rớt khá là cao ở trên. Tiếp tục. Rồi mình hết một đống hiệu ứng rồi, nhưng vẫn còn đống. Tầm liền. Gì? Rớt mấy cái quặng. Đó, lại có thêm hiệu ứng nữa, khổ thiệt chứ, đứng bắn hoài, bắn người ta không mất máu mà cứ đứng bắn miết. Wow, mấy con này bị hiệu ứng tàng hình luôn nè. Mày, ai cho mày tàng hình? Chắc lúc nãy là lúc cái thuốc nó nổ ra. Spawn Invisible Puppy. Ok, thì nó mình sẽ coi thử nữa, lại trúng lửa nữa.
Gì vậy? Cho mình hai cục gì nữa vậy? Nữa hả? Wow, gì đây? Runic. Repair, sửa chữa hả? Dòng này dòng sửa chữa, tức là nó sẽ tự sửa đồ các bạn. Entity đấy, cho 90.000. 9.000 chứ. 9.000 đâu không thấy, yếu xìu, quýnh không, one hit không chết là thấy yếu à. Cái này là gì? Super Invite Sub. Ghê à. Ok, để tí nữa mình ăn thử. Cái này Super Invite Sub, cái này là Invisible. Super Invisible. À. Ok, tiếp tục. Tập thôi. Ồ, lại đóng hiệu ứng nữa. Khổ thiệt. Khổ gì vậy? Đại hiệu ứng thở dưới nước, đúng không? Gil. Kiếm gì đây? Xếp nợt 10. Nhưng mà xếp nợt 10 thì vẫn tính ra vẫn. Ồ, dưới này có Lucky Block luôn à. Tính ra xếp nợt 10 thì vẫn cùi. Tô hát, tự nhiên mình bị mất máu rồi. Lỗi game à. Wow. Nhảy ra. Này thì đe, này thì đe. Hơ. Ôi hên quá. Ừ. Ôi. Hên vãi nồi các bạn. Xém tí nữa là mình đi đồng bò rồi. Mình kẹt trong cái gì đó, cái backdrop. Mũ hồng, mình rất là thích mấy cái đồ màu hồng này. Hồng đồ là mình thích lắm. Xếp lại bớt coi. Nhiều đồ quá. Rồi, tiếp tục. Còn 49 cục nữa bạn. Ô sao cứ bị mất máu người ta. Mình bị dính hiệu ứng gì mình không biết luôn á. Giờ cái thanh hiệu ứng 100 con zombie khổng lồ. Ui, ba đồ quỷ này one hit ơi. À, nó đâu, nó còn không thèm quýnh mình nữa. Cho tụi mày xuống dưới là về. Còn tôi đẩy nó xuống dưới là về nó chết không. Đẩy nó xuống dưới là về nữa nha các bạn. Nó vẫn chết như bình thường các bạn ơi. Zombie khổng lồ nhưng mà vẫn không thể nào kháng cự lại lava. Ông nội này, ông toàn là cụ bắp không? Giết ông ấy. Mày. Này thì destroy 9.000. Mob battle. Mày. Ui, nó cái đầu gì này. Cái này là gì ta? Canon. Đây là cái đầu. Ôi, nó khó nhìn quá, không thấy được. Không thấy được các bạn ơi. Cứ tự nhiên bị giật như là giật kinh phong vậy. Than không chơi đâu. Cúp kim cương gì đây? À, hiệu ứng đèo xe. Phải nồi. Này là giờ mình có gọi là gần như là full hiệu ứng của Minecraft luôn á. Ngoài ra có thêm mấy cái hiệu ứng đặc biệt nữa. What the heck? Sensi. Ê, lần kiếm nó. Kiếm nó là gì? Sensi Blinded Slide. Nhìn đẹp đấy chứ bạn. Nhưng mà không mạnh bằng cây mình đâu. Ê, thằng này hổn. Này thì anh zombie Bitman hổn này. Chết rồi, nổ. Ủa, tự nhiên mình có bị tịch khó chịu ta. Ôi chết rồi, lỡ quăng kiếm vô luôn. Gì vậy ta? Bánh gì vậy? Bánh gì nhiều màu à? Mấy cái bánh hiệu ứng đẻ lắm. Ăn vô. Ôi ôi, lụm để dành. Hí hí. Lụm luôn cái kiếm lại. Cho tôi lụm lại kiếm đi. Bất cái gì ra đây trời. Ơi ơi, giờ bất cái gì ra đây? Giờ bất cái gì ra các bạn? Runic này à, để kết hợp với lại mấy cái này. Obsidian. Hiểu. Bớt cái này đi. Không, mà cái kiếm nó cũng cùi quá. Full đồ nữa chứ. Để mình đập còn
32 cục mình sẽ quay trở về nhà để gọi là cất đồ bớt đi. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ quay trở về nhà để cất đồ bớt đi, rồi tí nữa chúng ta sẽ tiếp tục nha các bạn. Chứ full rương rồi, không còn chỗ để lượm đồ nữa. Nhiều khi ra mấy cái đồ ngon không lượm được ổn lắm. Rồi, mình đã cất bớt đồ các bạn. Đấy, hiệu ứng cất bớt luôn rồi. Hổn, hổn. Này là speed 2, cái này speed 1, cùi. Thôi kệ, cứ lượm. Đem về cất. Hiện tại là mình đang, cái set đồ mình nó cộng speed 2. Spawn mấy con này là con gì ta? Spawn. À, mấy con, mình nghĩ là mấy con chó tàng hình. Mình nghĩ vậy thôi. Không biết cái đúng nữa. Chắc đúng rồi đó. Tại vì mình đâu thấy cái hình đâu. Chỉ là mũ gì đây. Rồi luôn, không biết con gì tàng hình chậm luôn. Ồ, đập này ra cục khác nữa. Ồ, ra cục khác nữa. Hay vậy. Rồi luôn, con nào cởi cái rồi. Con nào cởi cái xe bị dính lửa rồi. Mob Battle Master of Invisible. Master này thì Master Project. Oh. Đồ của Master có vẻ ngon. Đâu Master đâu, đồ có vẻ khá khá các bạn, cũng không mạnh lắm nhưng mà cũng được, nói chung là được. Wow, táo vàng, mình rất là thích táo vàng. Nó bị gì nó không lên máu à. Cái này thì lụm là để chế tạo đồ bạn. Ô, ô, ô. Làm sao có thể mít được nhờ. Chết chê. Bộ dụng cụ đá, không có gì ngon hết. Ok. Wow. Cái này là chế tội, chế tạo, tự nhiên chế tội. Chế tạo bộ màu xanh nè các bạn. Ngón. Ok. Ok. Ồ, nguyên set kim cương. Shiny Diamond. Chủ yếu là bảo vệ đó hả? Protect nhiều. Ghê. Ôi ghê vậy. Nổ bùm bùm sợ vậy. Còn 13 cục. Cố gắng đập các bạn. Cái cung gì đây? Random. Hổn nè, random gì đây? Không hiểu, không biết luôn. À, mấy cục đá. Cục đá làm gì? Chứ che gì? Em play Lucky Block. Lucky Block hả? Mấy con này yếu lắm bạn, mấy con mob giờ nó yếu lắm. One hit. Mấy con mob bây giờ là mình chỉ one hit thôi là tụi nó lên đường liền. Làm gì nhau mà đi di chuyển vòng vòng đồ đánh tao hả? Giết ngay, one hit là lên đường. Wow, gì đây? Hiệu ứng gì đây? Ồ, nhảy tự. Đó, hiệu ứng đi lên các bạn. Mình không hề bấm space luôn, các bạn thấy không? Đó, nó tự động nó đi lên luôn, đi lên một tốc. Éo gì đây? Bất cái gì vậy trời? Bất cái lót sắt đi. Wow, quả gì đây? Quả này bất golden apple đi. Bơ apple. Bom gì đó biết ngay, chết đi. Anh golem. Vãi nồi, anh golem dính cái đầu trên này luôn hả các bạn ơi. Rớt xuống lại kìa. Ô, nó không chết kìa. Ô, mình quăng nó nổ dính lên trên đó luôn. Hay vậy, cục cuối cùng. Ok. Hay vậy, nó dính cái đầu lên trên này luôn, nó bay trên này luôn các bạn, nó không rớt xuống luôn. Ui. Ô, các bạn thấy gì không? Địa ngục có nước. Hay chưa? Đổ nước ở địa ngục các bạn thấy hay chưa?
Nó chơi cái đó là Lucky Block ấy, nó xuất hiện thì mới có thôi chứ làm gì có chuyện mà đem xuống dưới địa ngục. Đổ nước ở dưới địa ngục. Đấy. Ok, ngày hôm nay mình đã hoàn thành cái thử thách gọi là đặt 100 Lucky Block Invisible nha các bạn. Ngoài ra thì bạn nào mà muốn đặt thử thách cho mình thì nhớ ở dưới phần comment và các bạn đặt những cái thử thách mà mình có thể làm được nha. Có cái bạn kia đặt là thử thách mình làm cái gì bánh chưng bánh dày, rất là nhiều like nhưng mà tại sao mình không chọn? Mình không chọn là tại vì cái thử thách nó gọi là xây dựng nó rất là lâu. Các bạn làm những cái thử thách nào mà nó hay hay ấy mà nó vừa vừa thôi, tại vì mình có thể xây được nhưng mà nó rất là lâu các bạn à, chi tiết các thứ mà nó tại vì bây giờ nó cũng gọi là chưa tới còn tháng rưỡi nữa lận cho nên mình chưa có làm cũng như là mình cũng không có ý định làm nữa. Thì bạn hãy đặt cho mình cái những cái thử thách thật là hay làm xây dựng nhưng mà cũng vừa thôi, cũng như là PvP hoặc là cái gì đó, và nhớ đặt gọi là đặt tên cái Lucky Block mà mình muốn đập sau khi mình hoàn thành thử thách nha. Ơi, Lucky Block mình sẽ đập khi mà hoàn thành thử thách. Còn bây giờ thì có lẽ là mình sẽ tạm dừng video tại đây. Thì ngày hôm nay chúng ta đập được khá là nhiều cái thú vị từ cái Lucky Block Invisible này. Hy vọng là các bạn sẽ cảm thấy vui vẻ và giải trí khi mà xem cái clip này của mình. Còn bây giờ thì đừng quên để lại một like và chia sẻ video giúp bạn bè. Chia sẻ video giúp ủng hộ cho channel của mình và cho bạn bè cùng xem nhé. Ngoài ra nhớ click đăng ký và kích vào cái chuông để cập nhật những video mới nhất và sớm nhất từ channel của mình nha các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp nhé. Bye bye.